một khi về Việt Nam, mới đây, Apple đã ra mắt ba mẫu iPhone mới gồm iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max. Trong đó iPhone 11 kế nhiệm mẫu XR, hai bản còn lại thay thế iPhone XS và XS Max. Thiết kế tổng thể của bộ ba iPhone mới không có nhiều khác biệt ngoại trừ cụm camera hình vuông ở mặt lưng. Chỉ ít giờ sau màn ra mắt, các fan hâm mộ của táo khuyết tại Việt Nam đã có được thông tin chính thức về giá bán của bộ ba này. Theo đó, giá bán gốc tại thị trường Mỹ của iPhone 11 là từ 699 đô la Mỹ iPhone 11 Pro có giá từ 999 đô la Mỹ và iPhone 11 Pro Max có giá từ 1099 đô la Mỹ. Tại Việt Nam, mức giá iPhone 11 chính hãng cũng vừa được nhiều cửa hàng niêm yết. Theo khảo sát ở một số thương hiệu lớn như Thế giới Di động, Điện máy xanh, mức giá dự kiến đã bao gồm thuế cho các dòng iPhone mới là từ 21 triệu 990 nghìn đồng. Đại diện những cửa hàng này cho biết thêm, dự kiến cuối tháng 10, đầu tháng 11, dòng sản phẩm mới của Apple sẽ về Việt Nam. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người giao giá cho những chiếc iPhone 11 đầu tiên về Việt Nam vào khoảng ngày 20 tháng 9 với mức giá tầm 50 triệu đồng, đặc biệt có nơi còn lên đến 120 triệu đồng. Cũng trong ngày ra mắt tại Mỹ, Apple cho biết tung ra chương trình đổi iPhone cũ lấy iPhone mới. Tuy nhiên, chương trình đầy hấp dẫn này lại chưa được áp dụng ở thị trường Việt Nam.